Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo học thuyết an ninh hạt nhân hiện nay của Nga, nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật và những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc đồng minh của Nga và chống lại cuộc tiến công vào Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga. Tổng thống Nga Putin đã nhắc lại học thuyết hạt nhân của Nga trước đó. Ông nói, nếu hành động của ai đó đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi mình được phép sử dụng mọi phương tiện có trong tay. Xin ai đó chớ coi thường điều này, xem đó chỉ là chuyện hời hợt. Tình hình xung đột Nga-Ukraine trên thực địa thời gian qua cho thấy khả năng lằn ranh đỏ của Nga đã bị vượt qua, đặc biệt sau khi Ukraine bất ngờ tấn công thẳng và sâu vào lãnh thổ Nga ở tỉnh biên giới Kursk. Tình hình tại Kursk căng thẳng đến mức. Tổng thống Nga Putin đã phải triệu tập họp khẩn các quan chức an ninh hàng đầu của mình, đồng thời gặp gỡ các thống đốc vùng biên để động viên họ và chỉ đạo những việc cần làm ngay. Không phải ngẫu nhiên Tổng thống Belarus ông Lukashenko, đồng minh chí cốt của Tổng thống Nga Putin mới đây cảnh báo rằng Ukraine đang đẩy nga tới chỗ phải khai hỏa vũ khí hạt nhân chiến thuật sau khi Ukraine bất ngờ đột kích sâu vào tỉnh Kursk của Nga. Nhà lãnh đạo Belarus cảnh báo mối nguy hiểm nằm ở chỗ hành động gia tăng căng thẳng kiểu này của Ukraine là nỗ lực đẩy Nga tới chỗ thực hiện hành động bất đối xứng, thí dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Từ đầu xung đột Nga-Ukraine, xung đột chủ yếu diễn ra trên lãnh thổ Ukraine, sau đó ở mức độ dè dặt nhất định. Ukraine bắt đầu tập kích từ xa vào lãnh thổ Nga và đột kích bằng bộ binh vào lãnh thổ Nga, nhưng đó chỉ là những cuộc tấn công nhỏ lẻ. Nhưng tình hình đã thay đổi mang tính bước ngoặt khi Ukraina tổ chức đánh lớn một cách táo bạo vào trong lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk và sau đó là cả tỉnh Belgorod. Ukraina không chỉ dám tấn công trên bộ vào lãnh thổ Nga mà còn thực hiện điều đó ở mức độ sâu và kéo dài trong một thời gian dài. Ukraina đã củng cố hệ thống công sự ở những nơi họ chiếm được bên trong Kursk và lập sở chỉ huy quân sự tại thị trấn Suza chiến lược của tỉnh này. Ukraina chủ định tấn công vào các biểu tượng của chính quyền Nga, gây áp lực tâm lý lên cả giới chức và dân thường Nga. Cho tới nay, Ukraine đã tuyên bố phá hủy hai cây cầu quan trọng bắc qua sông Seim tại tỉnh Kursk với mục tiêu rất rõ ràng là làm suy giảm khả năng hậu cần của Nga và ngăn chặn viện binh của nước này tới Kursk. Giới chức Ukraine cũng tuyên bố lập vùng đệm tại Kursk, y hệt cách Nga tuyên bố lập vùng đệm trên lãnh thổ Ukraine. Không phải ngẫu nhiên, Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly đã nhận định rằng quyết định của Ukraine mở cuộc tiến công vào Kursk có thể thay đổi tiến trình xung đột Nga-Ukraine ông nhận xét phía ukraine đã thực hiện một điều không dự đoán được nhưng lại có thể thực sự thay đổi tiến trình xung đột ukraine diễn ra chiến dịch của ukraine lần này còn nhằm tới cả nhà máy điện hạt nhân kursk một cơ sở lớn về sản xuất điện cho liên bang nga hãng thông tấn nga tass dẫn lời phát ngôn viên bộ ngoại giao nga bà maria zakharova tố lực lượng ukraine chuẩn bị tấn công nhà máy hạt nhân của nga ở tỉnh kursk ngoài việc cảnh báo bà zakharova còn bày tỏ rằng Nga muốn các tổ chức quốc tế hỗ trợ khẩn trong vấn đề này. Bà nói, chúng tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, lập tức lên án động thái này và ngăn ngừa việc xâm phạm an ninh hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Kursk có thể dẫn tới thảm họa nhân đạo quy mô lớn tại châu Âu. Tổng giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi cho biết vụ tập kích UAV của Ukraine vào một con đường gần nhà máy đã làm nổi rõ rủi ro cao của các cơ sở hạt nhân như vậy trong vùng xung đột vũ trang. Trong khi đó, lực lượng của tiểu đoàn thủy quân lục chiến 501 của Ukraine thông báo đã hiện diện tại Kursk. Tiểu đoàn này vốn thuộc lực lượng Ukraine trước đây đồn trú ở Crimea trước khi bán đảo này sắp nhập vào Nga. Sau hai vụ đầu hàng của lực lượng này ở Crimea và Mariupol, trước đó, tiểu đoàn 501 chắc hẳn sẽ buộc phải dốc sức chứng tỏ bản lĩnh trong cuộc đối đầu mới trên mặt trận Kursk. Tiểu đoàn này sẽ là một nhân tố khó lường bên cạnh các đơn vị mạnh dạn dày trận mạc mà Ukraine đã bí mật điều về Kursk từ trước đó. Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine SSO vừa công bố hình ảnh một số đơn vị đặc nhiệm thực hiện hoạt động xâm nhập vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Theo đoạn video được SSO đăng trên mạng xã hội Facebook, có thể thấy các đơn vị Ukraine đã sử dụng một số khí tài phương Tây viện trợ như xe bọc thép HMM, VKV để vượt qua tuyến phòng thủ răng rồng được phía Nga triển khai ở tỉnh Kursk. Khi tiến vào khu vực có sự hiện diện của binh sĩ đối phương, binh sĩ đặc nhiệm Ukraine liền xuống xe và xảy ra các cuộc đọ súng. Dựa trên những hình ảnh được công bố, nhóm đặc nhiệm Ukraine thực hiện việc đột kích được trang bị súng trường tấn công có gắn ống giảm thanh. Một số người trong đó mang theo súng phóng liệu hạng nhẹ. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine trên xe HMM-VKV đã sử dụng súng máy để hiểm trợ cho đồng đội. Ngoài ra, thông cáo từ SSO có viết Phục kích, tấn công, chỉ đạo pháo binh và bắt giữ tù binh là công việc hàng ngày của các binh sĩ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt trên lãnh thổ đối phương. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhận định cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh vùng Kursk của Nga đã tạo ra áp lực trên toàn tuyến đối với quân đội Nga. Cũng theo ISW, cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk và ưu tiên cao của Nga trong việc duy trì nhiệm độ tấn công của tỉnh Donetsk có thể sẽ gây sức ép lớn hơn đối với lực lượng tác chiến dự bị còn lại của Nga. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì các cuộc tấn công nhất quán của Nga trên khắp chiến trường. Việc Nga tái triển khai thêm lực lượng tới vùng Kursk sẽ làm suy yếu thêm khả năng duy trì các hoạt động tấn công của Moscow ở đông và đông bắc Ukraine. Trong khi đó, cựu lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Zagorodnyuk, tiết lộ chiến dịch tấn công vùng Kursk của Ukraine đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và chuẩn bị từ lâu. Nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine trong cuộc đột kích là chuyển hướng các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga khỏi các mặt trận phía đông và Donbass, Đôn chuyển các hoạt động chiến đấu sang lãnh thổ Nga để làm suy yếu sự hỗ trợ của chính quyền Nga ra tiền tuyến. Cuộc đột kích của Ukraine cũng nhằm xác định các điểm yếu của quân đội Nga để ngăn chặn thế chủ động chiến lược Moscow đang nắm giữ. Trong cuộc phỏng vấn với đài RT mới đây, cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapinik đã thảo luận về sự khác biệt giữa bom bẩn và bom hạt nhân. Ông giải thích rằng dù bom bẩn không có khối lượng tới hạn hoặc vật liệu làm dầu, nhưng nó có thể gây ô nhiễm trên diện rộng nếu được sử dụng để tấn công chất thải hạt nhân. Theo cựu sự quan quân đội Mỹ, nếu hệ thống làm mát trong một nhà máy đang hoạt động bị nhắm mục tiêu, nó sẽ gây ra sự cố tan chảy hạt nhân, có thể dẫn đến sự cố tương tự như những gì đã xảy ra ở Fukushima hoặc Chernobyl và gây ảnh hưởng đến hầu hết châu Âu, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm khi gió thổi về phía Tây Bắc. Ông Krapinik dự đoán nếu có đủ bằng chứng về mối đe dọa này, chính phủ Nga sẽ buộc phải có phản ứng rất lớn vì sự cố tan chảy ở nhà máy điện hạt nhân Kursk sẽ khiến khu vực này không thể sinh sống được. Ông cho biết, hậu quả sẽ đi thẳng về phía Tây Bắc vào châu Âu. Đồng thời nói thêm rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến Ba Lan, Đức, Đan Mạch, các nước Scandinavia và cả Anh. Nhưng theo ông, rõ ràng là giới lãnh đạo của những quốc gia đó thực sự không quan tâm. Trước đó, nhà báo quân sự Nga Marat Khairulin trích dẫn các nguồn tin cho rằng Kiev đang chuẩn bị kích nổ một quả bom nguyên tử bẩn nhắm vào chất thải hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trong khi nhà máy điện hạt nhân ở Zaporizhia là nhà máy lớn nhất châu Âu đã đóng cửa thì nhà máy ở khu vực Kursk vẫn đang hoạt động. Phản hồi về cảnh báo trên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây ra thảm họa do con người gây ra ở phần châu Âu của lục địa này đều sẽ phải đối mặt với các biện pháp đáp trả quân sự và kỹ thuật quân sự cứng rắn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngay lập tức lên án các hành động khiêu khích mà nước này cáo buộc Kiev đang chuẩn bị. Về phần mình, Kiev đã phủ nhận các cáo buộc này. Cả Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đều không bình luận về mối đe dọa này. Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa sau khi lực lượng của Kiev tiến hành chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga. Ông Zelensky cho rằng việc quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công tầm xa vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga là vấn đề chiến lược quan trọng nhất trong cuộc xung đột hiện nay. Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhail Podolyak cũng tiết lộ một phần chiến lược ngoại giao của Kiev khi nêu chi tiết các sở chỉ huy, kho chứa tên lửa hành trình và sân bay quân sự của Nga nằm gần biên giới Ukraine sẽ bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn. Ông Podolyak nói thêm, nếu Ukraine có thể sử dụng Storm Shadow trong các hoạt động như vậy, chất lượng và số lượng các cuộc tấn công có thể tăng lên đáng kể. Các cuộc tấn công có hệ thống và quy mô lớn là một trong những chìa khóa để cuối cùng xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho Liên minh Dân chủ ủng hộ Ukraine. Kiev đã gửi yêu cầu tới cả Anh và Pháp để thúc đẩy việc dỡ bỏ hạn chế đối với Storm Shadow, Scarp eg Ông Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu Mỹ cho phép sử dụng tên lửa đạn đạo Atak do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu cho lãnh thổ Nga. Cho đến nay, các nước châu Âu vẫn ngần ngại hành động nếu không có thỏa thuận với Mỹ. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp ở tỉnh Kursk. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Sabrina Singh, tuần trước thừa nhận rằng Washington vẫn lo ngại về sự gia tăng căng thẳng liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Theo bà Singh, chiến dịch của Ukraine ở Kursk phù hợp với chính sách của Mỹ vì Kiev đang phòng thủ chống lại các cuộc tấn công từ bên kia biên giới. Tuy nhiên, Washington không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa. Theo bà, chúng tốt hơn chỉ nên nhắm vào Crimea Nga sắp nhập bán đảo này của Ukraine năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân mà cả Kiev và phương Tây đều không công nhận kết quả.